Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với em Xuân Hùng. Vâng, em Xuân Hùng thì đang bán xe tại Lam Trung Nam Sách, thành phố Hải Dương, có số hotline 0789 323 799. Ngày hôm nay em Xuân Hùng thì đăng lên và giới thiệu cho quý vị các bạn một chiếc xe 7 chỗ Toyota Jay, thưa bác nhé, Toyota Jay 2003. Vâng thưa bác, chiếc xe này là một chiếc xe tư nhân và là cái bản GL xịn. Đấy, bản GL xịn thì nó sẽ có la răng đúc 4 bánh này, rồi có kính chỉnh điện 4 kính. Đấy, xe GL thì nó hơn con DX. Ở đây một chiếc xe GL nhé, 2003 này. Với chiếc xe này được trang bị được là 8 ghế cơ, không phải 7 ghế nhé, 8 ghế màu xanh. Đấy, màu xanh này các bác ơi. Xe 7 chỗ, 8 chỗ nhưng mà giá thì vô cùng rẻ chiếc này. Chiếc này nhé thì bên em đang chào bán cho quý vị và các bạn với giá chỉ có 130 triệu đồng thôi ạ. 130 triệu đồng thì chúng ta đã mua được chiếc xe Jay GL 2003 này rồi. Cùng phân khúc cao to thì bên kia có một con Zoti Z8, Z100 các bác nhé. Zoti Z100 là máy xăng, máy 1.3 và chạy cầu sau. Xe cũng là một xe khá đẹp. Thì chiếc đó cũng khá rẻ thôi. Các bác là có nhu cầu thì alo cho em. Chiếc này là 2003 nhé. Số sàn máy 1.8. Xe biển 38, 4 số. Đấy, các bác nhé. Vẫn là biển 4 số này. Thì chiếc này là bên em đang chào bán cho các bác với giá 130 triệu đồng cho chiếc xe Jay này. Toyota Jay mà chỉ có 130 triệu đồng bản GL xịn luôn. Jay thì bên em đang có 2-3 chiếc quá nhá. Thì kia là một chiếc xe 2000 thì bên em đã bán rồi. Chiếc đó đang liêm phong, không chủ xe liêm phong rồi. Chiếc này là 2003 nhé. Thì các bác đang có nhu cầu mua xe 7 chỗ 8 chỗ mà giá rẻ, riêng cái dòng Jay này máy 1.8 và nó chạy thì cực kỳ khỏe luôn. Rất nhiều bác là muốn mua cái dòng xe Jay này về để chạy gia đình này, hoặc chạy chở khách này, hoặc trung chuyển này, hoặc là chở hàng. Con này chở hàng các bác cứ xếp tầm tấn hàng thôi, chở ầm ầm luôn, chạy rất là sướng luôn. Vì máy nó rất là khỏe, riêng Jay nhá. Vâng ạ, thì em sẽ cho các bác xem chi tiết từ bên trong bên ngoài và cho xem cả máy móc nội thất ngoại thất nhá. La răng đúc theo xe của chiếc Jay này 2003. Với chiếc Jay này thì chúng ta về cũng chỉ sẵn đi thôi, giá thì vô cùng rẻ cho các bác. Máy móc ngon. Đấy, sơn xi nội ngoại thất đẹp này các bác này. Và chiếc Jay thì cũng không lạ gì với các bác rồi. Sơn la răng đúc nhá bác nhá. La răng đúc lốp láp thì cũng còn dày này. Đấy, lốp đằng trước còn dày. Sơn đẹp nhá, sơn màu xanh, sơn đẹp này. Đây em sẽ cho các bác xem về phần nội thất. Rồi Jay GL thì cái táp ly này các bác nhìn cái táp ly này biết ngay là Jay GL thôi. Đấy, Jay GL cái táp ly là táp phồng. Táp ly phồng nhá. Keo chỉ cũng còn khá nhiều các bác ạ. Đấy, còn keo chỉ còn khá nhiều nhá. Con này thì trang bị gương kính chỉnh điện này. Đấy các bác nhá. Kính chỉnh điện đây và gương chỉnh điện ở bên này. Các bác nhá. Vô lăng 3 chấu. Jay thì nó là vô lăng 3 chấu rồi, sang Innova thì mới là vô lăng 4 chấu. Vâng, chiếc này thì đã có màn hình này. Đấy các bác nhá. Có màn hình rồi và có cam hành trình này. Có cam hành trình trên đây. Điều hòa hai dàn. Điều hòa 2 dàn. Con này khá mát luôn. Xe thì sạch sẽ. 2003 bản GL. Giá bán chỉ có 130 triệu đồng thôi nhé các bác nhé. Các bác có nhu cầu mua luôn. Mua luôn, đăng ký mua luôn trước này đi ạ. 2003 mà có 130 triệu đồng các bác thì nó quá dễ rồi. Quá đơn giản rồi. Bên đây em sẽ mở đằng sau này. Đấy, một chiếc Jay nhá thì xương nó khá là chắc chắn. Riêng dòng Jay này ấy, thì khung xương nó cũng khá là chắc chắn và bền bỉ luôn. Nó cũng không bị han mọt đâu. Đấy, táp ly táp lô là táp ly phồng nhá. Gương kính chỉnh điện đầy đủ hết. Không thiếu gì. Nội thất thì sạch sẽ rồi, về cứ thế là đi thôi. Đấy, 130 triệu đồng cho bác chiếc xe này. La răng đúc theo xe này, lốp láp thì lốp đằng sau là nó không còn đẹp như lốp đằng trước. Nhưng mà xe cũ thì là nói chung là có thế nào thì em bán thế thôi. Còn nếu các bác mua về thì sẽ thay theo ý thích của chúng ta. Nhá, các bác là muốn thay xe lốp nào thì thay. Bởi vì thực sự ra bên em nếu như mà cái gì cũng thay vào nhập quá nó sẽ lưng cái giá thành nó rất cao lên thì các bác không mua được. Chính vậy mà em để như thế thì các bác mua về chúng ta có thể là thay theo ý thích của chúng ta. Đó nhá. Biển 4 số này, vẫn là biển 4 số. Đây em mở cái cốp sau. Đây ạ. Dây thì mở cái cốp sau này ra nó rộng. Nó rộng cũng nhiều Innova thôi các bác nhá. 7 chỗ, 8 chỗ. Dây là nó cũng khá rộng khi mà ngồi được đủ 8 ghế ngồi rồi. Nhưng mà đằng sau lại vẫn cầm một cái khoang khá rộng này. Đó nhá. Cái khoang đằng sau khá rộng chứ nó không hẹp như là con khác. Xe thì đời 2003,
bản GL mà giá thì vô cùng rẻ. Thôi nhá, vô cùng rẻ, chỉ có 130 triệu đồng thôi. Đấy ạ, 130 triệu đồng cho chiếc xe dây GL này thôi. Các bác mà có nhu cầu thì hãy nhanh tay lên ạ, nhanh tay để mua chiếc xe này. Vì thực sự ra xe nó quá rẻ luôn. 2003 GL mà chỉ có 130 triệu đồng thì biết được quá rẻ rồi. La răng đúc theo xe đẹp luôn nhá, lốp lắp thì còn dày này. Đấy, lốp lắp còn dày dặn. Xe về sẵn đi nhá, xe tư nhân các bác ạ. Màu xanh 2003. Lồi này, cái xe này gọi được gọi là xe lồi đồng cối đá này. Các bác nhá. Lồi đồng cối đá. Dòng này từ 2000 nó đã có rồi, 99 2000 đã có dây rồi. Đấy, 99 2000 có dây và dây thì chạy cực kỳ sướng rồi. Máy 1.8 chạy khỏe bốc. Dòng Toyota thì nó vẫn là bền bỉ các bác ạ. Vẫn bền bỉ và sạch đẹp. Từ 2009 bây giờ vẫn ngon, vẫn cực ngon luôn. Con này 2003 nữa, bản GL đã đủ luôn. Bản GL nó như là con xe Innova mà bản G với bản G đấy các bạn ạ. Nó như thế. Thì đây là chiếc xe bản GL thì là bản đủ, còn bản DX là bản thiếu. Thì chiếc này là bản GL nhé. Đấy các bạn ạ. Nói chung là về cũng sẵn đi thôi, sạch sẽ hết rồi. Có màn hình, có cam hành trình rồi thôi. Máy ngon, điều hòa mát. Đấy, đăng kiểm con này để xem nó bao nhiêu là. La răng đúc theo xe, lốp lắp còn dày đẹp. Đăng kiểm đến tháng 12/2021 luôn. Như vậy thì chúng ta mua về cũng không phải làm gì cả. Đăng kiểm còn dài, còn 5-6 tháng nữa các bác nhá. Đấy, còn 5-6 tháng nữa thì chúng ta tha hồ đi. Một chiếc xe dây GL 2003, số sàn máy 1.8 và tư nhân. Đấy, với chiếc này thì bên em đang chào bán cho các bác với giá là 130 triệu đồng. Đấy, cái form dây GL thì nó khác với form X các bác nhá. Mà 2.3 form nó ngon rồi. Đấy, bây giờ em sẽ cho các bác xem về máy chiếc xe này nhá. Khoang máy của chiếc dây này thì nó làm rất là rộng. Khoang thì rất là rộng nhưng mà máy thì bé tí thôi. Đấy, dây đặc biệt như thế nhá các bác nhá. Rất là thoáng này, nhìn này, rất thoáng. Thì máy 1.8 nó làm rất là gọn gàng. Nhưng mà đặc biệt dây này thì nó chạy rất là khỏe luôn. Dây vẫn là chạy chia điện các bác nhá. Đấy, vẫn chạy chia điện này, nhưng mà chạy kim full rồi. Chạy kim full chia điện nhưng mà chạy cực kỳ sướng luôn. Dây chạy khỏe. Một chiếc dây 2003 nhá, bản GL bên em đang chào bán cho các bác với giá là chỉ có 130 triệu đồng thôi. Đấy ạ, 130 triệu đồng thôi. Các bác anh chị nào đang có nhu cầu mua chiếc dây này về chạy gia đình thì hãy alo trực tiếp cho em theo số điện thoại em đã ghi ở trên màn hình rồi nhé. Đấy các bác ạ. Vâng ạ, em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các chương trình lần sau.